Nếu một ngày nào đó có ai hỏi bạn, theo bạn thì nơi nào là nơi đẹp nhất trên trái đất này? Mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau. Có bạn thì sẽ nói là Đà Lạt, Sapa. Có bạn sẽ nói một địa danh nào đó ở đất nước xa xôi nào đó. Nhưng đối với tôi, nơi đẹp nhất đó là quê hương. Nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và có một tuổi thơ ở đấy. Đó chính là Đồng Mộc, Mộ Lâm Như Thanh, Thanh Hóa. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về ngôi làng rất đẹp này của tôi. Trên video xuất hiện cái gì thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn điều đó nhé. Tại vì sẽ có rất là nhiều người, ngay cả người của làng Đồng Mộc, nhìn video từ trên cao họ cũng không nhận ra đó là đâu. Trước mắt của chúng ta đó là bãi xe 20, một cái địa danh rất là nổi tiếng đối với những thế hệ 5X, 6X, 7X, 8X như tôi. Thì chúng tôi hay thường đi chăn trâu đá bóng ở đó. Và đây là đập tràn Mậu Lâm, đập Mậu Lâm và bờ đập Mậu Lâm, một địa danh cũng khá là nổi tiếng và quen thuộc với rất là nhiều người. Trước đây thì bờ đập Mậu Lâm nó cong các bạn ạ. Với cá nhân tôi thì tôi vẫn thích cái bờ đập cong của ngày xưa hơn rất là nhiều. Cong và nó là một cái gì đó nó về thuộc về tuổi thơ nên mình không thể giải thích được. Còn bây giờ thì nó gần như thẳng tắp các bạn. Cái khúc ở cái xã với trạm thủy nông kia, ngày xưa nó còn có khúc cong ở đó, tôi còn được ngồi ở đó để quay phim. Nhưng bây giờ người ta đã bỏ đi mất rồi. Còn ngôi làng ở bên tay trái của chúng ta đó là làng Đồng Rải. Có một dịp nào đó tôi sẽ quay về ngôi làng này cho các bạn. Những ai ở làng Đồng Rải mà chưa có hình về video trong video này thì thông cảm cho tôi nhé. Ngày nào đó tôi sẽ quay cho các bạn làm sao để quay được hết xã của chúng ta. Còn ngôi làng ở phía xa góc màn hình kia thì đó là làng Đồng Tiến, có tên khác là Đồng Đẻ hoặc là Đội 2, ngày xưa có hồi được hợp tác xã đấy. Trước mặt của chúng ta là một phần của Ngọc Đồng. Ngay ở giáp với cái miếng đất màu trắng đó là ruộng mạ. Khu đất hình tam giác hay là hình thang này, trước mặt này là khu rừng bầu đấy. Còn cái đồng lớn trước mặt chúng ta gọi là, trong tiếng mường của chúng tôi gọi nó là nà cả. Ngày xưa thì có gắn liền với rất là nhiều các cái trò chơi như đá bóng này, rồi bắt cua này, rồi đặc biệt là cái trò chơi mà buộc là cái lọc thuốc lá dầu và buộc con đuôi chuột, thả con chuột ra ngoài cái cánh đồng rạ. Khi người ta cắt rạ, người ta dựng thành các cái nơm thì con chuột nó cũng bị nóng, nó chạy hết cái khu này đến khu khác và nó làm cho tất cả các khu rạ này sẽ bị cháy rụi. Với người chủ của ruộng rạ thì rất là buồn, nhưng đối với chúng tôi thì đó là một trò chơi rất là vui. Và trò này thì chỉ có anh Hường nghĩ ra thôi, nó ảnh hưởng đến Bắc Hiệp. Còn bên tay phải của chúng ta đó là khu vực của đồi con bà 1, con bà 2 và con bà 3 gắn liền với khe Bế Gạo. Đây là một cái khu vực mà rất là nhiều kỷ niệm như là đuổi chim, làm bẫy, bắt thú để chúng tôi nướng ăn vào cái thời mà chúng ta đang còn đi chăn trâu. Và ngày xưa chúng tôi đi chăn trâu ở cái đồi này thì chúng tôi cực kỳ sợ người Bế Gạo các bạn. Mấy anh thanh niên Bế Gạo hay đánh nhau, mặc dù người ta cũng chẳng làm gì mình nhưng mà chúng tôi rất là sợ. Và cái khu vực trước mặt của chúng ta đây là bãi Ông Tùng, rồi khu PC. PC thì bây giờ không còn nữa. Bãi Ông Tùng trước đây nó là một cái khu vực khu đất canh tác nông nghiệp, nhưng bây giờ do dân đông lên nhưng người ta đã bán ra, người ta làm đất ở hết rồi. Cái ao to đùng mà chúng ta đang nhìn thấy ở giữa màn hình đó là ao nhà Chuyển. Đúng ra là phải gọi là ao nhà chú Chuyển đúng không, hoặc là ao nhà anh Chuyển, nhưng mà cái quê tôi gọi như vậy, tôi cũng gọi như vậy nha các bạn nhé. Nó sẽ không có chủ ngữ bị ngữ, các bạn đừng có la tôi là tại sao lại láo như thế đúng không, tại vì cũng có nhiều người lớn tuổi rồi nhưng cứ gọi chung chung như thế phải quen rồi các bạn ạ. Tiếp theo thì chúng ta đến cái khu vực của nhà ông Nguyệt này, nhà chú Nhờ, nhà chú Dân. Nhà chú Nhờ thì đã chuyển ra ngoài này rồi, có nhà chú Dân ở dưới cùng kia các bạn kìa, một mình một đạo rất là thoải mái. Và bên tay phải của chúng ta là khu bãi Ông Ngưỡng. Trước đây là nhà ông Ngưỡng ở đấy và bây giờ có rất là nhiều nhà đấy. Và cái bãi này là thuộc với làng Bế Gạo các bạn ạ. Còn cái làng ở tít xa ở phía kia, tôi cũng chưa có điều kiện để quay về hai ngôi làng đó. Đó là làng Đồng Bon và làng Đồng Yên. Có một điều kiện dịp nào đó tôi sẽ quay về hai ngôi làng này. Các bạn ở những làng đó các bạn thông cảm nhé. Không có, các bạn không nhìn thấy làng của mình, không nhìn thấy ngôi nhà của bạn thì các bạn cũng buồn. Và chúng ta quay lại cái làng này, làng Đồng Mộc đây. Thì ngay bên dưới chúng ta đây là đồi Cháy. Không biết trước đây khi chưa có tên là đồi Cháy thì cái đồi này có tên là gì thì tôi không biết. Nhưng tôi nghe những người lớn tuổi như bố mẹ tôi được kể lại đó là trước đây người ta có đốt cái đồi này một lần và nó định cháy. Nó cháy lan xuống cả nhà dân ấy. Người ta phải lấy chăn, người ta tẩm nước và người ta úp xuống xung quanh ngôi nhà để cho nó không cháy vào nhà. Và cũng từ đó thì cái đồi này có tên là đồi Cháy. Và ngôi làng trước mặt của chúng ta đó là làng Liên Minh.
Trước đây thì là làng Liên Minh, nhưng mà hình như năm 20, 21 gì đó thì làng này đã sáp nhập với làng Đồng Mộc. Đáng lẽ ra là sáp nhập với Đồng Mộc thì phải gọi là làng Đồng Minh mới đúng. Và đây là khu vực trung tâm, gọi là linh hồn của làng Đồng Mộc, khu ao hợp tác, khu chợ chiều, khu cồn địa. Bên ngay cao góc 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 phải này người ta gọi là khu cồn địa, khu chợ chiều. Cái hồi tôi học cấp 1 tôi nhớ tôi đã được đi khai trương cái chợ chiều mà ăn những cái kem từ 1 hào, 5 hào, 500 đồng gì đó. Thời đó 500 đồng là VIP lắm. Nhưng không biết hiểu vì lý do gì đó mà bây giờ cái chợ chiều nó đã biến mất. Cái chợ chiều đang hoành tráng vậy nó chuyển ra ngoài, nó trở thành một cái chợ cóc rất mất an toàn giao thông. Cũng chả hiểu các bác lại đạo làm gì. Mấy cái ngôi làng cạnh nhau mà chẳng có một cái chợ, có một cái chợ bấy gạo thì theo họp chợ phiên các bạn, nó cũng rất là bất tiện. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào làng Liên Minh ha các bạn. Thì ở đây sẽ tôi có thể đọc được tất cả các ngôi nhà này, tên từng ngôi nhà luôn, nhưng mà tôi cũng chỉ điểm danh qua một vài ngôi nhà đặc biệt thôi. Cái con đường nhỏ nhỏ trước mặt của chúng ta tắt ngang từ bên trung tâm màn hình đi sang bên tay phải đó là đường Công Trám, để đi chuyển từ trong làng ngoài vào làng trong, đi qua ngôi nhà của tôi ngày xưa. Rồi cái ngôi nhà to đùng mà ở ngay góc kia, ngôi nhà mái Thái đó, là nhà em Điệp. Bạn nào mà muốn đến Đồng Mộc mà muốn trải nghiệm cái cảm giác săn bắt hái lượm thì các bạn liên hệ với em Điệp nhé. Đó là một người rất là giỏi để cho các bạn cái cảm giác săn bắt hái lượm ở núi Nưa nha. Đây là qua nhà của ông Hòa, bà Hòa. Bà Hòa là mẹ đỡ đầu của tôi. Tiếp theo thì đến làng Liên Minh. Lúc nãy tôi nói đó, hai làng này sát nhập với nhau, tại vì làng Liên Minh chỉ có rất là ít hộ, đâu đó khoảng 70 hộ gia đình thôi, cho nên là sát nhập với làng Đồng Mộc mà lấy tên là làng Đồng Minh thì tốt. Một nửa tên làng Liên Minh và một nửa tên làng Đồng Mộc. Và ở đây thì có một cái nhân vật cực kỳ đặc biệt gắn liền với rất là nhiều tuổi thơ của mọi người, đó là Bác Cả, mà ngày xưa bọn tôi hay gọi là Bác Cả Phúc. Tôi bình chọn cho bác đó là một người trẻ nhất làng, trẻ nhất xã luôn các bạn ạ. Từ khi tôi biết Bác Cả đến giờ thì bác gần như chưa bao giờ già, chưa già đi chút nào cả. Ngày xưa tuổi thơ của chúng tôi đi chăn trâu thì gặp Bác Cả là tôi chạy té khói. Mặc dù bác cũng chẳng làm gì cả, bác cũng rất hiền, bác cũng rất là thích chơi với chúng tôi. Nhưng thời đó chúng tôi không hiểu, chúng tôi chỉ biết là gặp Bác Cả Phúc thì chạy thôi, không có ai dám đứng lại cả. Và bây giờ trưởng thành rồi, chúng tôi hiểu rồi, nhận ra được điều đó. Nhưng cũng ít người đã có điều kiện để có thể gặp được bác. Hôm trước có người chụp hình và up lên Facebook, rất là nhiều người nhìn và suýt xoa và nhớ. Tại vì những người Mậu Lâm, những người Đồng Mộc xa quê, xa nhà, có thể nhớ làng, nhớ quê, nhớ anh em họ hàng, nhưng cũng nhớ một phần, đó là hình ảnh của Bác Cả Phúc. Có một hình ảnh mà gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người. Ở bên tay phải của chúng ta đó là khu đảo của Liên Minh. Nó cũng chẳng biết tại sao gọi là đảo, tại vì chắc có thể nó tách biệt ra với các cái khu khác hay sao. Và trước mặt thì chúng ta sẽ đi qua một phần của làng Liên Minh và làng Đội Ba. Đội Ba thì có tên là Tâm Tiến các bạn ạ. Cái làng này cũng rất là đẹp. Những con đường ngày xưa đi rất là khó thì bây giờ đã có đường bê tông rồi. Cái khi tôi về tôi thực hiện video này thì điều kiện thời tiết rất là nắng và gió rất là mạnh, cho nên tôi cũng không thể quay hết được cái làng ở Đội Ba. Tôi chỉ quay được một phần ở phía trong này thôi, cái phần làng ở phía ngoài kia thì không quay được, tại gió rất là lớn và cái thiết bị bay của tôi nó không thể kháng được gió nó lớn quá, cho nên tôi cũng không dám bay xa. Và với hình ảnh như này, hy vọng rằng là những người con của Đội Ba sẽ nhìn thấy được quê hương của mình như thế nào. Có nhiều bạn ở xa các bạn không về được thì các bạn có thể nhìn thấy và nhớ quê nhà một chút nhé. Ở phía xa mãi ngoài kia thì chúng ta sẽ có cái bãi tháo nợ. Cái tên rất là hay đúng không bạn? Trước đây người ta làm kinh tế ở ngoài đó, thua lỗ và người ta bỏ chạy thì người ta gọi là tháo nợ cho đến tên đến bây giờ. Và làng của chúng ta đang nhìn thấy ở bên tay trái đó là làng Đồng Đẻ, có tên gọi khác là làng Đồng Tiến, mà ngày xưa hồi hợp tác xã thì gọi là làng Đội 2. Nó dựa lưng vào núi Nưa. Đó, chùa Âm Tiên ở trên cao trên kia các bạn. Tôi cũng quay về Âm Tiên, một ngày nào đó tôi sẽ chiếu lên cho các bạn xem nha. Và làng Đội 2 này thì có nhà thầy hiệu trưởng trường cấp 2 của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với ngôi làng Đồng Mộc, đấy, trung tâm linh hồn của làng Đồng Mộc, làng của tôi. Đây là cái khu cồn địa các bạn nhé, lúc nãy chúng ta đã đi qua rồi.
cái cánh đồng và cái mé đồi bên tay phải, cái đồi ở giữa, tôi cũng chẳng biết cái đồi đó tên là gì, nhưng mà mọi người cứ gọi là rừng bầu. Thì ngày xưa có một cái rừng bầu rất là lớn ở đấy, bây giờ thì chắc chẳng còn cái cây nào nữa rồi. Và cái khu bên phải này này, cái con đường thẳng từ trong, từ ao Trăn đi vào bên trong kia, thì phía bên ngoài, bên bên tay phải này thì gọi là dốc nhà bà Phòng, còn phía bên tay, à bên tay trái chứ, đây giáp với cái ao này thì gọi là dốc nhà bà Phòng, còn phía bên tay phải ở trước mặt của chúng ta là gọi là dốc nhà bà Hiệp. Nhưng mà đến bây giờ thì con đường này không còn dốc nữa các bạn ạ, người ta đã đắp lên rồi, người ta đã làm cho nó bằng đi rồi, nó cũng không còn được cái hình dáng như xưa. Nhưng chỉ biết rằng là quê hương đã đổi mới rất là nhiều, mọi thứ đã thay đổi, đã có những cái mất đi mà chẳng bao giờ tìm lại được, nhưng cũng có điều mừng đó là mọi thứ đã đổi mới, đã tiện nghi hơn, khang trang hơn, đẹp hơn. Những ngôi nhà kiên cố đã thay cho những cái ngôi nhà sàn của ngày xưa, nhưng mà cũng có những điều tiếc nuối, sẽ có những rất nhiều cái giá trị mà mất đi mà chúng ta không bao giờ lấy lại được. Đó là những hình ảnh, những ký ức của tuổi thơ, những hình ảnh của ngày xưa mà bạn chỉ có thể tìm thấy trong kỷ niệm, sẽ không bao giờ bạn có thể tìm lại được một lần nữa những điều mà chúng ta đã trải qua trong tuổi thơ của mỗi người. Thank you.
vết đau. Chàng bóng hương cõng nàng lên núi, áo trắng chàng thấm máu nàng rơi. Chàng vặt áo lên cây chàng bằng và cùng nhau xây giấc mộng ngàn thu. Cây chàng bằng xót tình yêu thương, năm áo chàng đang hoa cùng màu đỏ. Chuyện tình yêu khép lại từ đây, rồi hóa thành loài hoa bông trắng. Hoa nở thắm hai màu trắng đỏ, cho nhân gian muôn đời nức nở. Vang đất mường điệu sương du dương, vang đất mường chuyện tình bóng trắng. Bên nhau vui ngày đêm, cổng chiêng đôi người anh em ta
mèo thái mường kinh đường chung đi ruộng cấy cùng nhau chung từ cơm ăn uống chung một dòng thắp sương bên nhau vui ngày đêm cổng chiêng đôi người anh em ta cùng đánh lên cho vang đồng rừng núi truyền khắp tin bản mường quê ta có một nơi đổi mới bao đoàn bé thơ hân không ca rộn khoái
mái đồn mò anh lên đường gìn giữ đất nước un hô lại thong lòng mong nhớ mong thương anh đi un hô lại thong quê mường mọi công việc un hô chăm lo anh lên đường là thanh dung xí anh ơi. Rằng 50 năm qua đời
lần đi sâu cũng ở hướng đạo, ngàn lần đi sâu ơn vó hắc hồ thương thiếu thưa hồng lô ra hơi ra mà thấm thía cuộc đời, anh lửa hồng bập bùng vòng tiếng hát đêm thâu, trời thu đêm trăng lên lặng nghe mẹ kể chuyện xưa, nhiều ngần nga thương vang soi điệu đất nương, nghe mẹ kể chuyện mà thấm thía cuộc đời, câu bộ mèn thương trang mà thương thía.